À, khi anh kết hôn thì cái mục tiêu của anh tiếp theo nó là như thế nào? Chung là anh có chí lắm, mục tiêu của anh cũng nhiều. Thì trước mắt là anh có mở công ty là thực hiện mục tiêu nhỏ trước. Dạ. Sau nữa là anh muốn là về quê anh ở Kiên Giang á. Thì không biết là như em thì có về làm dâu được không? Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Thôi, ngồi đi em trai. Chúng ta hãy nghe phần giới thiệu của nhà gái trước nha. Xin chào MC Quyền Linh, xin chào chị Ngọc Lan, xin chào quý vị khán giả đang có mặt trong chương trình ngày hôm nay và xin chào nhà trai. Em tên là Nguyễn Thị Ngọc Viễn, em sinh năm 1992. Em đến từ Bình Thuận, hiện tại thì em đang làm việc tại Biên Hòa nhưng mà em sinh sống tại Thủ Đức. Và công việc hiện tại của em đó là nhân viên thiết kế thời trang và bên cạnh đó thì em cũng có tập tành kinh doanh online. Mời nhà trai. Dạ, em xin chào quý vị khán giả, chào chú Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào bạn gái bên kia ạ. Em tên Đồng ạ, có năm nay 30 tuổi, em làm nghề xây dựng ạ. Nghề xây dựng là tức là em làm kỹ sư xây dựng hay là thiết kế hay là làm thầu xây dựng hay làm gì cụ thể á? Dạ làm hết luôn ạ. Làm hết luôn hả? Dạ. Là cái gì cũng làm được hết? Dạ đúng. Tức là em học trường gì ra? Dạ em học trường Bách Khoa. Bách Khoa ra. À rồi kỹ sư xây dựng đó. Dạ. Hiện nay mình làm cho công ty nào hay là công ty của mình? Dạ hiện tại thì em cũng có mở công ty nhỏ nhỏ để tự làm đó chú. À. Dạ. Mở công ty riêng mình luôn ha. Dạ dạ dạ. Rồi ưu điểm khuyết điểm của Đồng là gì? Dạ ưu điểm của em là có chí chịu khó. Chịu cực chịu khổ thì tốt lắm. Mà nhược điểm là công việc hay là trong tình cảm thì em cũng hơi vội vàng. Hơi vội vàng. Dạ. Lý lịch trích ngang của Đồng bên đây là vậy đó. Mời nhà gái. Ưu điểm của mình là gì cơ? Dạ ưu điểm của em đó là em là người vui vẻ, hòa đồng. Em khá là tự lập á. Với lại là em thích sự gọn gàng, sạch sẽ. Còn cái nhược điểm của em đó là em nấu ăn không được ngon. Với lại em có một cái tính rất là hay quên á. Bên cạnh đó thì em có một cái nhược điểm đó là em ít khi nào mà em tâm sự với mở lòng tâm sự với những cái câu chuyện cá nhân của mình á. Dù vui hay là buồn em cũng đa số là em để trong lòng ạ. Thôi cái đó khi nào mà sau này mình có bạn trai á, cái người bạn nhiều khi đó, nhiều khi cái người bên kia sẽ là cái người mà để cho em mở lòng ra nhiều hơn thì sao? Thật ra bên nhà gái rất là gọi là lanh, tự tin nha, lạc quan luôn á. Dạ, bên nhà trai hơi hiền, nhút nhát chút xíu nhưng mà cũng rất là bản lĩnh luôn. Em trai, mình có mấy mối tình rồi? Dạ cũng có 1-2 mối tình rồi ạ. Một hay là hai? Hay là 1.5? Dạ một mối tình là được 6 năm ạ, còn có một cái tình khác nữa là nó học sinh thôi là cái đó. À, học dạ. Sinh rồi. Dạ. Cái 6 năm đó là yêu sâu đậm rồi đó. Nhưng lý do tại sao mình chia tay? Do bạn nó giận suốt. Một lần giận là phải chặn là 1-2 tháng. 6 năm chứ tính ra chắc quen được 3 năm, còn lại là thời gian chặn hết à. Cô nào mà giận dữ vậy trời? Dạ. Vậy thì dạ. Giận biết rồi thôi giận luôn hả? Dạ, hay là giận... tự em rút lui? Giận là giận luôn đó. Em đợi có trả lời nữa không thì cũng cả năm nay rồi không có thấy nói gì nữa. Trời đất ơi. Rồi chia tay lâu chưa? Dạ cũng cả năm nay rồi. Năm nay rồi hả? Mình còn nhớ gì về bóng hình ấy không? Dạ, cũng còn chút đỉnh thôi ạ. À. Còn chút đỉnh nha. Ê, còn nhớ chút đỉnh là lên đây không được nha. Để tôi qua tôi ngó. Nghe chút đỉnh là nhà gái qua liền đó. Dạ, dạ chào bạn. Mình còn nhớ chút đỉnh là sao? Có còn vấn dương không? Dạ, không ạ. À. Giống như phép chia đó chị, chia hoài để nó dần về không chứ không bằng không được á. Dạ. Bây giờ ví dụ người ta kêu, ta có ý người ta quay lại là sao? Dạ, không, chắc không đâu ạ. À. Dạ. Không đâu ạ, à, là sao? Là tức là biết chắc là người ta sẽ không bao giờ quay lại hay là người ta quay lại mình vẫn từ chối? Dạ nếu mà đã không nói chuyện một năm rồi thì có quay lại thì em cũng... Dạ. Có quay lại thì em cũng vẫn không đồng ý đúng không? Rồi tức ok. Tức là chỉ nhớ về một chút cái kỷ niệm ngày xưa thôi. Phải rõ ràng vậy thì tôi mới chịu, tôi mới gả gái qua cho chứ... Mình gặp người lớn hay gặp bạn gái mình đừng nói là mình còn nhớ người xưa nha. Đúng rồi, nhạy cảm lắm đó. À. Mà cái cô này lại là cái người không có chia sẻ về những cái tâm tư tình cảm của mình nữa. Thì cô sẽ ôm cái nỗi buồn đó trong bụng hoài đó. Dạ, dạ. Nhớ nha. Dạ. Rồi bây giờ mình sắp tới mình có người yêu, mình mong muốn người yêu mình như thế nào nè? Dạ người yêu hiền, biết chăm lo gia đình, nhìn có duyên. Có duyên, duyên. Cô này có duyên lắm, dễ thương lắm. Lanh lẹ, người nhỏ nhưng mà cái gì nó cũng kiểu như nhỏ 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 cho nên là cái gì nó cảm giác nó dễ hoạt động, dễ sinh hoạt nhanh. Cái gì cũng nhỏ 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 là sao? Cái người á, mắt mũi miệng cái gì cũng nhỏ. À vậy, nghe tôi tò mò quá ta. À để coi có gì nhỏ 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 gì cũng nhỏ nhỏ chút. Nhỏ nhỏ ha. Nhỏ nhỏ xinh xinh. Để qua cuộc kiểm tra nhà gái coi sao nha. À, chào cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, dễ thương ha. Nãy giờ nghe bạn trai bên kia có mối tình 6 năm rồi có ý kiến gì không? Có sợ là quay trở lại với mối tình đó không? Ờ dạ anh, là đối với cá nhân em á, ví dụ như khi mà cái người đó mà họ quen mình mà họ ra đi á thì mình nghĩ là kiểu như là hết duyên thôi, tại vì em cũng là một người suy nghĩ lạc quan á, em suy nghĩ tích cực thì cái chuyện gì đến thì nó sẽ đến. Ví dụ như mình cũng không thể nào mà mình buồn vì một cái người đàn ông mà họ đến với mình mà họ rời đi được. Cứ suy nghĩ lạc quan tích cực hơn, tại vì mình nghĩ rằng là
mình còn rất rất là nhiều những cái việc mình còn phải làm phía trước hơn nữa, hơn là cái việc mình ngồi đau buồn vì một cái người đàn ông mà khi họ đến mình họ rời đi. Hay quá. Chị chứ em đã trải qua mấy mối tình rồi? À, dạ em đã trải qua 3 mối tình ạ. 3 mối thì nó kinh nghiệm nhỏ nhỏ ha. Mà em yêu dữ. Thôi nhỏ mà yêu quá ha. Mối dài nhất là mấy năm? À, mối dài nhất của em đó là gần 4 năm ạ. Ồ. Như tại sao lại chia tay? Thì kiểu như là tụi em cũng quen nhau một cái thời gian á, thì xảy ra nhiều cái xung đột và tụi em cãi nhau nhiều á. Và cái thời điểm đó thì bạn cũng có người mới, chính là chính vì vậy mà tụi em quyết định là dừng lại để cho cả hai tìm một cái đối tượng phù hợp hơn. Dạ. Chính ra cô gái bên đây lạc quan hơn, gọi là trải nghiệm nhiều hơn, mạnh mẽ quyết đoán hơn chàng trai bên kia nữa. Đúng đó rồi. Ha, mình mong muốn một người yêu lý tưởng của mình như thế nào? Em thích cái người mà người đàn ông mà người ta có cái trái tim chân hậu á, với lại em thích là cái người đó họ cũng yêu động vật giống như em, tại vì em là cái người mà em thích chó với mèo, em thích kiểu đó. Cho nên là em cũng mong muốn họ cũng cái sở thích giống như mình luôn. Dạ, em thích cái người bạn trai họ có cái sự tôn trọng cũng như là cái sự tử tế trong trong tình yêu á, và có cái tinh thần trách nhiệm trong công việc cũng như là cái cuộc sống luôn. Bên cạnh đó thì em cũng hy vọng rằng là cái người bạn trai của mình đó, người ta sẽ cùng với mình chia sẻ những cái công việc trong cuộc sống như là công việc nhà chẳng hạn, hoặc là chia sẻ những cái buồn vui trong cuộc sống. Rồi, nhà trai đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Có nhà nuôi chó mèo nào không? Dạ, em thì khoái chó mèo lắm, nhưng mà em lên đây thì không có nuôi ạ. Dạ, có, yêu chó mèo, em ơi, yêu động vật lắm. Rồi, bây giờ chúng ta hỏi người thân thôi. Đúng rồi, chứ... mình gặp người thân đi. Dạ, em gái đi với ai cưng? Dạ, em đi với lại em gái của em ạ. Dạ, xin chào chú Minh Linh, xin chào chị Ngọc Lan. Em là Vi, em gái của chị Viễn. Hồi nãy giờ theo em quan sát thì em cảm thấy anh này cũng có khá là nhiều điểm tương đồng với chị của em ạ. Em hy vọng là hai người đã gặp nhau ở đây thì em mong là anh chị sẽ cho nhau cơ hội để có thể tìm hiểu nhau hơn. Nếu mà mình hợp thì mình có thể đi đường xa hơn, còn nếu không thì mình có thể làm bạn bè trong công việc cũng được ạ. Rồi, cảm ơn em gái. Dạ, em đi với em Trường ạ. Xin chào chú Hường Linh, xin chào Diệp Lan. Em là tên Đông, em có đồ có đồng. Thì em nãy giờ em cũng thấy thì chắc thấy chị bên này cũng có nét, thì cũng nhiều điểm tương đồng. Hay em thấy thì chắc nghe chị cũng thể hợp nhau. À, hợp nhau hả? Thôi bây giờ mình cho họ gặp nhau, biết đâu sẽ có hỗ trợ hai bên để chúng ta cùng tiến tới một hạnh phúc. Mở đào. Dạ em cảm ơn anh ạ. Dạ em cũng có món quà dành cho anh đó ạ. Dạ em cũng có món quà dành cho anh. Cảm ơn. Dạ. Em nhìn chàng trai này thấy sao? Dạ em cao ráo đúng với tiêu chuẩn của mình không? Dạ đúng ạ, thấy ảnh cao ráo ạ. Còn em trai nhìn em gái coi thấy sao? Dạ bạn gái này dễ thương, mignon. Rồi bây giờ mình về vị trí đi. Cho em hỏi là cái người mẫu lý tưởng của anh á, mà anh cảm nhận là như thế nào? Có giống em không? À giống em. Ví dụ như mà anh có bạn gái thì anh sẽ có một cái mục tiêu gì trong cái tương lai sắp đến, và khi anh kết hôn thì cái mục tiêu của anh tiếp theo nó là như thế nào? Nói chung là anh có chí lắm, mục tiêu của anh cũng nhiều. Thì trước mắt là anh có mở công ty là thực hiện mục tiêu nhỏ trước. Dạ. Sau hơn nữa là anh muốn là về quê anh ở Kiên Giang á, thì không biết là như em thì có về làm dâu được không? Có nghĩa là ví dụ như mà khi mà anh lập gia đình và anh kết hôn á thì anh mong muốn là cái người tương lai của anh là sẽ về quê đúng không ạ? Đúng rồi. À. Thì thật ra cái vấn đề làm dâu thì nó sẽ phụ thuộc vào nhiều cái vấn đề lắm anh. Tại vì nhiều khi nó liên quan tới, ví dụ như về quê thì phải liên quan tới công việc và tất cả mọi thứ. Rồi anh có đảm bảo là khi em về quê thì anh có thể lo cho em được một cuộc sống nó gọi là ổn định không? Em không cần phải giàu có, em chỉ cần cuộc sống nó ổn định thôi. Tại vì cái ngành của em á, khi mà về quê thì nó rất là khó làm. Dạ. Em có sợ khổ không? Khổ thì em không sợ khổ, nhưng mà em mong muốn là cái người mà họ đồng hành với mình á, họ sẽ mang lại cho mình cái cảm giác gọi là mình khổ nhưng mà mình sống không có khổ. Có nghĩa là cái tâm của mình á, nó vui vẻ lạc quan. Thì anh có làm được cái điều đó không? Được em. Dạ. Chắc chắn được. Được là được nha, chứ không phải lên sóng truyền hình kìa. Dạ được nha. Hay đó. Tức là mình sống có thể khổ, nhưng mà cái tâm mình đừng để tâm mình khổ là được. Dạ. Bây giờ hẹn hò thế nào các bạn? Ví dụ anh bình thường đi làm á, anh làm anh có hay tăng ca không? À quên, anh là chủ mà hả? À quên, anh là chủ mà hả? Cũng dạ. Tự làm đêm nhiều lắm em. Làm chắc cũng phải gấp đôi người đi làm công ty á. Anh có thời gian rảnh rỗi không? Có chứ. Dạ. Sắp xếp được hết. Cuối tuần là anh rảnh đúng không hay là sao ạ? Nếu mà hẹn trước thì mình sắp xếp một ngày hai ngày gì đó thì sắp xếp được hết à, không có ràng buộc gì. Với lại anh thì cũng biết nhậu. Nhậu nhiều không anh? Nhậu được nhiều nhưng mà không có đi nhậu nhiều lần. Quan trọng là nhậu vô là mình xỉn, là mình có quậy không? À không luôn, cái đó không quậy. Xỉn thì là ngủ nhậu thôi. Vô là đi ngủ đúng không anh? Đúng rồi. Dạ, vậy thì khỏe. À, với lại không có quản lý chặt quá đó em. À có nghĩa là vợ mình không nên quản lý mình chặt quá hả? Đúng rồi, thì mình tự giác thì nó hay hơn, quản lý quá nhiều quá cũng khó chịu. Khi mà tự giác á thì nó phải nằm trong một cái khuôn khổ hả nè. Ví dụ như mà em có quản lý thì em cũng nói chung là tính em cũng thoải mái, em không có gò bó gì nhiều đâu, cho nên là anh cũng yên tâm. Thật ra bạn ấy đã là giám đốc công ty, tức là bạn ấy rất là có trách nhiệm, là em yên tâm về bản lĩnh cầu này có đó ha. Anh nghĩ rằng hai bạn sẽ hỗ trợ nhau rất là đúng nhiều rồi.
thấy là hai bạn này vẫn còn có điều gì đó nó hơi ngần ngại, cho nên chắc có lẽ là trai bạn cần phải đúng rồi tiếp xúc với nhau gần hơn một chút, chạm tay nhau để xem coi là ví dụ chúng ta cần có luồng điện đó nào chạy qua người không, nắm tay bạn gái và nói tất cả những cái gì mình mong muốn đi. Thì bình thường ví dụ như trong cuộc sống thì anh mong muốn cái gì ở cái bạn gái của mình đó? Thì mong muốn bạn gái là sâu sắc chút, biết chăm lo gia đình nữa đó. Còn em thì em nghĩ là khi mà ví dụ như mà hai đứa mà có cái bất đồng, có cái cãi nhau thì em hy vọng rằng là khi nào mà hai đứa đủ bình tĩnh trở lại thì mình nên ngồi lại và giải quyết cái vấn đề đó luôn, chứ không nên để trong lòng hoặc là để nhiều ngày á. Tại vì em thích là ví dụ như vấn đề gì đó là giải quyết nó xong luôn để mình không phải vướng bận gì nữa cả. Qua lúc giận đi rồi nói, chứ lúc giận càng nói thì càng dạ gì giữa mắt tay đối tác vậy, nắm tay nữa, hai cái tay nữa, nhìn nhau hát một câu nào đó. Tại vì em hát cũng không hay lắm á, cho nên là hy vọng là anh nghe được. Xin lỗi cơn mưa vừa qua, xin lỗi nỗi đau còn vương lại, xin lỗi nỗi vui còn vương lại, nụ cười đôi khi đắng cay lòng này. Em quên, em nhớ đó mà. Tại thật sự là em chuẩn bị hát không đến dài đó, em quên, em không hơi quên. Rồi, ok, trở về ghế đi các bạn. Bây giờ chúng ta kiểm tra lại con tim của mình một lần cuối, xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Đặt tay vào nút bấm đi các bạn. Quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Trời ơi, bạn trai rất là quyết liệt, bấm ngay từ giây phút đầu luôn. Bây giờ chính thức các bạn đang hẹn hò với nhau. Nắm tay nhau nào. Đó, cố gắng chăm sóc mối tình này nha. Dạ. Hãy giữ lấy, nắm chặt tay cô ấy, đừng buông ra. Hy vọng là trong năm nay thì sẽ nhận được tin vui từ hai bạn. Em có trải qua một cuộc hôn nhân rồi. Cái nguyên nhân là hai người là không hòa hợp được, rồi là hay mâu thuẫn. Em có cháu nào chưa? Em có một bé hơn 4 tuổi ạ. Bên đây tình duyên thì chưa có lỡ chứng tỏ nào hết. Chưa yêu ai hết à? Dạ chưa. Em gái ơi, em nghĩ thế nào vì bên đây thì... Có ngại không? Không, không ngại mới lâu nữa. Dạ hả? Em thấy sao? Em đâu có thấy mặt đâu mà thấy sao. Em chưa thấy mặt làm sao biết làm sao. Mời nhà trai. Này, ngồi đi em trai. Mời nhà gái. Thưa chị. Mời em trai giới thiệu về mình. Lần đầu tiên cho em xin gửi lời chào tới ban biên tập chương trình, MC Quyền Linh, MC Ngọc Lan và toàn bộ khán giả đang theo dõi chương trình. Em tên là Trần Đức Trung. Em sinh năm 1987. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở Bà Rịa Vũng Tàu. Quê em ở Nam Định. Hiện tại em đang làm quản lý bảo trì cho một công ty thép. Mời nhà gái. Kính chào chú Quyền Linh, chị Ngọc Lan. Em tên là Nguyễn Thị Ngọc Diệp. Năm nay là được 34 tuổi. Hiện con đang công tác tại hệ thống trường Việt Mỹ. Em đang làm ở Tân Bình. Dạ đúng là rồi. Mình làm công việc gì ở đó? Em giáo viên. Dạ đúng rồi. Dạ. Ở người Vũng Tàu thì khoảng cách thật ra nó cũng không xa lắm ha. Hy vọng rằng nếu mà có đủ duyên thì chúng ta sẽ đi Vũng Tàu chơi du lịch, rồi từ đó không biết đâu mà ở Vũng Tàu luôn ha em gái hả? Dạ. Ưu điểm của mình là gì Trung? Ưu điểm của em là hòa đồng, biết quan tâm, chia sẻ, có chí tiến thủ trong cuộc sống. Còn cái điểm yếu của em là hơi nóng tính và hơi vội vàng, nhưng mà cũng biết kiềm chế bản thân để khắc phục cái để hoàn thiện bản thân. Ưu điểm của mình là gì? Ưu điểm của em thì dễ thương, thấu hiểu tâm lý của người khác, gọn gàng, tự lập, nấu ăn thì cũng rất là ngon. Quá trời ưu điểm luôn nha. Còn khuyết điểm của mình? Khuyết điểm của em là đôi lúc em dọn dẹp nhà cửa thì quá sạch. Quá sạch. Dọn dẹp quá sạch. Vậy là hơi kỹ tính đó. Thôi, đường tình duyên mình sao Trung? Em có trải qua một cuộc hôn nhân rồi. Cái nguyên nhân là hai người là không hòa hợp được, rồi là hay mâu thuẫn. Cách đây cũng khoảng gần 2 năm ạ. Em có cháu nào chưa? Em có một bé hơn 4 tuổi ạ. Trai hay gái? Bé trai anh. Bé trai đang ở với mẹ, em ở trung cấp ạ. Ở cách xa em không? Ở cách xa em cũng khoảng 60 cây ạ. Bên đây tình duyên của mình sao nè? Bên đây tình duyên thì chưa có lỡ chuyến đò nào hết. Chưa chuyến đò nào luôn? Dạ. Chưa yêu ai hết à? Dạ chưa. Vậy thì em gái ơi, em nghĩ thế nào vì bên đây thì... Có ngại không? Không, không ngại mới lâu nữa. Dạ hả? Em thấy sao? Em đâu có thấy mặt đâu mà thấy sao. Em chưa thấy mặt sao biết sao. Rồi, một chút thấy mặt là sẽ biết ha. Cô gái này có nói với em là không có ngại về vấn đề đó. Thì cũng nhờ chị Ngọc Lan giúp. Tại vì là em cũng mong muốn qua những cái gì mà em đã từng trải qua thì em cũng đã rút được kinh nghiệm, có những cái bài học trong cuộc sống về gia đình, về bản thân, có thể là san sẻ, chia sẻ cho cái người phụ nữ tiếp theo của mình. Có những cái thời điểm mà công việc của em nó chưa được ổn lắm
thì cái thời gian em đi làm thì rất là nhiều, cái thời gian chăm lo gia đình thì cũng chỉ có khoảng một chốc lát thôi, nên là cũng hơi bị lơ là, cũng rất nhiều lần sửa sai, cũng đóng góp, nhưng mà cũng không thể tiếp tục, tại vì là cũng hai người cũng có những cái quan điểm nó sống nó hơi khác nhau một tí, nên là rất nhiều lần em sửa sai. Vâng. Nhưng em sửa có hết chưa? Theo quan điểm của em thì cũng chưa thể hết được. À, đó. Vâng. Quan trọng mình biết sửa sai mà phải sửa cho hết. Vâng. Rồi. Vậy thì em có cái mong muốn gì ở cái người phụ nữ sắp tới mà em tìm hiểu? Chân thành, biết chia sẻ, lắng nghe, quan tâm. Nhiều khi là chỉ cần chia sẻ, quan tâm, hoặc là những cái gì mà người đấy là cái tính phải là biết trước biết sau, chứ suy nghĩ cho tương lai, tiến tới một cái mục đích là happy, tức là hạnh phúc phải lâu dài chứ không phải hạnh phúc ngắn. Em có tự nhìn thấy là bản thân mình sẽ làm được gì cho cái người phụ nữ đó không? Mình cố gắng mình đi làm, mình cố gắng mình xây dựng cái hạnh phúc từ những cái điều nhỏ nhoi nhất. Thì cả ba mẹ em cũng khuyên là thì đến cái tuổi thì mình cũng phải lập gia đình, và mình phải có trách nhiệm với gia đình, trách nhiệm với cuộc sống, trách nhiệm xã hội, trách nhiệm với con cái. Để anh qua nhà gái coi sao. Nhà gái vậy thì dễ cưng lắm. Dễ cưng ha. Cưng lắm. À, nãy giờ nghe nói bên kia vậy thì cảm giác anh ấy là người thế nào? Dạ thưa chú, là con thấy mình là con người thì ai cũng sẽ có mắc phải những cái lỗi. Ừ. Mình sống là mình sống cho hiện tại với lại là tương lai. Ừ. Cho nên là đôi lúc là đừng có nghĩ nhiều về quá khứ á. Rồi, một cô gái cởi mở ha. Bây giờ mình muốn một người chồng tương lai của mình như thế nào? Chỉ mong làm tôn trọng, nói chung là tôn trọng nhà con. Tự nhiên rung quá không biết nói gì. Vậy hả? Chưa có đặt một cái mục tiêu gì hết. Thôi giờ nói lại. Rồi. Nãy suy nghĩ nhiều lắm. Suy nghĩ nhiều lắm nhưng cuối cùng nói không ra điều nào hết trơn á. Cái người mà con sẽ chọn là một người của gia đình, biết chia sẻ, nói chung là hai người có cái gì cũng chia sẻ với nhau. Đó, nãy anh kia cũng muốn chia sẻ đó. Đi đâu cũng đi cùng nhau và làm gì cũng làm cùng nhau hết. Ừ. Cái chuyện mà ví dụ con cái thì càng đông càng vui không có sao hết. Ủa, càng đông càng vui không có sao hết. Tức nghĩa là con của anh thì cũng như con của em. Rồi, tức là nếu mà anh đón con về ở chung thì em vẫn ok, bình thường, vẫn thương. Dạ. Quan điểm rõ ràng vậy thôi. Thôi, được rồi. Anh ta mắc cỡ. Dạ. Chưa có mối tình nào luôn hả? Trời đất ơi. Sao không? Tại vì đi dạy á, dạy mấy bạn nhỏ vậy nè. À. Ở đây dạy ở trung tâm thì có một bạn cũng dễ thương lắm. Cô ơi, hay để con làm ai cho cô. Như vậy chứng tỏ là cô giáo này là rất là được học trò với lại phụ huynh thương và quan tâm nè. Thì hôm nay đi với ai nè? Dạ, đi với bạn. Xin chào chú Huyền Linh và chị Ngọc Lan. Thì hôm nay tới đây thì em thấy là nhà bạn trai thì khá là phù hợp với lại chị của em. Thì thứ nhất là chị của em có cái ưu điểm mà nấu ăn rất là ngon. Thứ hai nữa là chị của em rất hiểu tâm lý của đối phương. Thì thứ ba nữa là chị cũng rất là yêu trẻ con, tại vì là giáo viên nữa. Em thấy là cả hai người cũng khá là phù hợp và rất là đẹp đôi. Rồi, cảm ơn em trai. Mình đi với ai? Em đi với một người bạn. Em chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Dạ, hôm nay thì em rất vui được đến với chương trình. Cảm nhận của em ban đầu thì em thấy chị rất là nhân hậu, để em rất là bao dung khi nghe về hoàn cảnh của anh Trung. Thì em rất mong là chị sẽ tạo cơ hội cho mình, cho anh Trung, cả hai sẽ cùng nhau tìm hiểu để tiến tới được một hạnh phúc. Trước mắt thì mình có thể hẹn hò, gặp gỡ, làm quen. Cảm ơn nhà gái, nhà trai nha. Ông Mai, bà mối cũng ủng hộ rất là nhiệt tình luôn. Mở rào. Bình tĩnh nào. Chuyện bây giờ còn lại là của hai người đó. Bắt đầu đi Trung. Anh chào em. Rồi, bước qua, mình bước qua nào. Hôm nay anh có món quà, con voi. Dạ, là cảm ơn anh, rất là dễ thương. Cái con này thì nó mang cái sức mạnh, tức là dạ. Ý lúc là nào cũng muốn là lúc nào cũng khỏe mạnh. Dạ. Đây là quyển sách em gửi tặng anh, mọi chuyện đều tùy duyên. Dạ, okay. Thì mình gặp nhau ở sách. Đây cũng là cái duyên rồi, cho nên là cứ cho nhau một cơ hội. Dạ, ok. Dạ, cảm ơn. Qua cái cách nói chuyện của anh ấy thì em thấy anh là người như thế nào? Em thấy anh rất là chững chạc. Em dạy lâu chưa? Em công tác còn lâu chưa? Cũng lâu rồi. Cũng lâu rồi, tức là mình có kinh nghiệm về dạy trẻ con rồi. Dạy con, dạy người lớn luôn. Dạy người lớn luôn ạ. Ok. Anh gặp được em, nó cũng là một cái duyên. Thì mình cố gắng có cái khoảng cách, có cái địa lý hoặc là có cái này cái kia thì mình sẽ thu hẹp trong tương lai. Nếu mà về cái hôn nhân ấy, thì thời gian của em ấy thì khoảng bao lâu thì có thể kết hôn? Nếu anh thấy đủ thì là đủ. Nếu anh thấy là thật sự là hai người họ cần nhau trong cuộc sống để làm cho nhau tốt hơn, để quan tâm, để lo lắng cho nhau thì nó là đủ. Nếu mà có làm dâu thì em có muốn làm dâu không? Không có gì hả? Tức là mẹ, không có cái rào cản gì bất kỳ trong cái cuộc sống gia đình hôn nhân đúng không? Mẹ là mẹ của Trung. Mẹ của Trung rồi, ok. Thì anh cũng thấy là em cũng là một người cũng gia đình, tức là cũng theo quan điểm của anh ấy thì mọi người đều mong muốn, tức là các cô gái hiện tại bây giờ thì không muốn sống chung với
với gia đình, tức là cũng muốn riêng để cho thoải mái. Anh thấy là cuộc sống ở đâu tốt thì mình sống, gần nhà ba mẹ thì càng tốt, hoặc là ở với ba mẹ. Thì tất nhiên là anh cũng nói là anh là con trưởng, anh có một cô em gái nữa. Bây giờ mình vẫn phát triển sự nghiệp bình thường. Khi ba mẹ ốm, ba mẹ già yếu, hoặc là trong tương lai gần thì mình có về mình phụng dưỡng ba mẹ để chăm lo cho cuộc sống gia đình. Nhưng mà giờ lấy vợ về, em muốn vợ về ở đâu? Bây giờ ở đây thì em cũng có một số vốn, cũng tích góp được. Nếu mà muốn có nhà ở đây thì hai người cùng nhau. Khoảng bao lâu thì em có thể mua đất ở Vũng Tàu được? Em cũng có dự tính là khoảng 6 tháng đến 1 năm. Hoặc là có gia đình hậu thuẫn thêm nữa. Rồi, là khoảng 6 tháng đến 1 năm mua được nhà đất ở Vũng Tàu. Rồi Vũng Tàu cũng là một nơi phát huy công việc của bạn ấy, cũng phát huy việc của em luôn. Vũng Tàu giờ đất cũng mắc nữa đó. Đúng rồi, có biển nữa. Mắc lắm đó. Muốn xin liền không, nói đi. Thì nói chung là khi mà tiến tới hôn nhân ấy thì ai cũng muốn một hoặc hai bé. Được không? Dạ được. Về đẻ liền hai đứa đó chịu không? Dạ được. Đó. Cô gái này đâu có sợ trẻ con đâu, còn thích trẻ con nữa mà. Mê nít chết. Đúng rồi. Thôi bây giờ tiến lên, nắm tay, tỏ tình luôn. Đó, muốn sao nói với cổ luôn đi. Thông qua chương trình, anh và em là có cái thân, có được chương trình xe duyên thì cũng là một cái may mắn. Thôi thì cũng cố gắng để có cái phận với nhau. Dạ. Hát tặng cô ấy bài luôn. Cái bài Tình Yêu Diệu Kỳ thì em sẽ hát một đoạn. Nhìn cổ hát luôn kìa. Dạ. Nắm tay chặt vô. Đêm nay anh nhớ em, anh ngước lên hỏi sao trên trời. Sao lung linh sáng tươi, hình bóng em trong tim anh đó. Ta trao nhau tiếng yêu, nguyện mãi yêu mỗi em trong đời. Xa xăm trong giấc mơ, người dấu yêu có mơ về anh. Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, chẳng bao giờ lìa xa nhau dù cho bao đôi thay. Cho ngày sẽ trôi qua êm đềm, vang tiếng cười sẽ theo ta từng ngày. Rồi, xin hết. Con gái hát lại đi. One little finger, tap tap tap, put it on your. Dễ thương quá à. Dễ thương đó. Rồi. Thôi, về vị trí đi em trai. Các bạn hãy suy nghĩ về những cái giây phút vừa rồi, xem coi là chúng ta có thật sự hòa hợp với nhau hay không. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm nha. 1 2 3. Chàng trai rất là quyết liệt nha, bấm rất liền luôn á. Cô gái của chúng tôi đã bấm từ rất sớm à. Chắc ế thành công. Được rồi đó. Hợp lý, rất là hợp lý luôn. Cô gái có duyên lắm á. Cô này về chắc cười dữ lắm, mắc cười lắm á. Với một cái chặng đường mới, một con người mới thì chị hy vọng rằng ở cái chương này bạn sẽ không phải mắc bất kỳ một cái lỗi nào mà nó thuộc về quá khứ cả. Dạ. Ha. Okay. Rồi bây giờ. Nhưng mà không phải, tức là anh nói đây không phải là mắc lỗi, nhưng mà em cũng phải nhận thấy mình có cái lỗi gì. Thật ra nếu mình nói mình không có lỗi gì hết á, trong cái cuộc tình thì nó không đúng. Thật ra nó không đúng. Dạ, khi cái lỗi đó của mình cũng nghe cho bản thân mình cũng không biết. Đó, ví dụ như thế. Vậy thì em phải em thấy em có thiếu sót gì không? Em phải tìm ra một cái nguyên nhân nào đó. Mình nhận lỗi trước người phụ nữ thì cũng có gì sai đâu mà sợ. Nhưng mà em cũng phải nên biết, bởi vì có cái lỗi gì đó nó mới sinh ra cái điều đó. Chứ lẽ giờ tự người kia bỏ đi thì không có lỗi gì người ta hay yêu người khác nào đó thì nó cũng chưa đúng lắm. Nếu bây giờ em cũng có thể không nói được, nhưng mà em phải nhận ra cái đó để chi, để cái mối tình sắp tới nè. Mình cái cuộc sửa được tới nào mình sửa được để mình không bao giờ có thể chia tay nữa. Vậy dạ. Anh muốn như vậy chứ không phải là anh muốn moi ra cái lỗi của em để làm khó em đâu nha. Đơn giản là tại vì mình cũng là đàn ông, mình biết rằng đôi khi mình thương vợ thương con mình lắm, nhưng thật ra là có lỗi mà không biết, có lỗi mình không nhận ra. Đôi khi mình vô tư đó. Dạ. Nhưng vô tư nhiều quá thành ra vô tâm thì nó cũng mệt lắm. Dạ. Thật ra anh cũng rất là nhiều lỗi chứ không phải không có đâu, nhưng mình biết lỗi thì mình sửa sai. Còn nếu mình không có lỗi gì á, mình không sửa thì cũng mệt lắm. Dạ. Không? Rồi, biết vậy đi. Rồi, để tôi kể. Mình nãy giờ mình nhảy cốc quá. Nên bây giờ là mình hỏi, mình nói về ưu điểm, khuyết điểm của mình đi. Để tôi về bển nha. Tôi hơi nhiều chuyện. Bây giờ ưu điểm của em là gì nè? Dạ, ưu điểm của em là em sống rất là trách nhiệm với gia đình. Rồi, trách nhiệm là quá tốt. Dạ. Ok. Thấy hai người con ở đây là biết là em lo cho hai đứa con rồi, đúng không? Dạ đúng. Là con em nuôi đúng không? Dạ. Rồi ok, số 1. Gì nữa? Nói chung là trách nhiệm với gia đình rồi em. Nói chung là để vợ giữ tiền. Để vợ giữ tiền cũng được, tốt rồi đó. Rồi gì nữa? Dạ vậy đó. Rồi có khuyết điểm gì không? Dạ có khuyết điểm. Khuyết điểm, khuyết điểm là em thì
dễ, giống như là trong cuộc sống mà mình khi mình gặp một cái biến cố hay gì đó thì em gì là cái người rất là dễ suy sụp về cái, ví dụ như những cái biến cố đến với mình hoặc là những cái mà suy sụp hả? Dễ, mình dễ bị suy sụp hơn là dễ suy sụp. Thế thì bởi vậy rồi, cho chị Lan hỏi, tại vì chị thấy cái hoàn cảnh của em á, em nuôi thường trong một cái cuộc ly hôn á, cái người đàn ông họ ít giữ con á. Đúng rồi. Thì vì nhiều lý do, có thể là cái quyền nuôi con, là cái người mẹ là cái người sẽ được ưu tiên hơn, nhưng ở đây là em có thể gọi là giành lấy hai bé để đem về nuôi, thì rõ ràng em là một người cực kỳ trách nhiệm rồi. Thế thì cái sự suy sụp của em trong cái câu chuyện này á, nó diễn ra như thế nào? Dạ không, thì giống như mình đang có một cái gia đình hạnh phúc mà mình bị mất đi á, thì nó làm cho em cái thời gian nó bị, nói chung là suy sụp cái thời gian đó. Suy sụp như thế thì tinh thần đâu em nuôi con. Thật ra bạn này vẫn còn yêu, vẫn còn thương cái người vợ của mình, nhưng vì lý do gì đó người kia không còn nữa thì bạn này mới suy sụp, tức là bạn này còn yêu. Thế thì trong cái thời gian mà em suy sụp như thế thì tinh thần ở đâu mà để cho em có thể nuôi hai bạn nhỏ này? Em có nhờ sự hỗ trợ của ai không? Không chị, thì có nghĩa là em tự đứng lên thôi. Có nghĩa là công việc nó sẽ, nó em bận về công việc nhiều thì nó cái công việc nó khỏa lấp cái khoảng thời gian đó. Rồi, dạ. Ok. Như vậy là nói cho tận cùng để nhà gái hiểu được ha. Còn bây giờ tôi sẽ hỏi nhà gái nè. Rồi. Mình có một đứa con gái dễ thương quá ha. Gái cười tươi. Còn bà ngồi, bà ngồi. Mình chia tay với ông xã bao lâu rồi? Em với em có con với chồng em là năm 2012 thì sinh bé. Thì mãi đến năm 2013 thì em mới bắt đầu là kết hôn. Thì trong cái thời gian kết hôn thì hai đứa em cũng ly thân nhiều. Nhưng mà cái thời điểm định điểm để em quyết định ra tòa thì là tháng 8 năm 2020. Thực sự ra là em cũng đã muốn ra tòa từ rất lâu rồi, nhưng mà vì một lý do gì đó từ phía chồng em nên anh không có chịu. Anh không chịu ra tòa, thì mãi đến tháng 8 năm 2020 thì anh có quen một bạn khác, thì lúc đó thì anh mới quyết định là đồng ý ly hôn với em đó. Dạ. Tức là ly thân là cũng phải là 4-5 năm tính thời gian đó. Còn cái lý do ly hôn chỉ đơn giản là thiếu sự chia sẻ thôi. Thiếu sự chỉ chia vậy sẻ thôi. Dạ đúng rồi. Của cả hai bên luôn. Dạ đúng rồi. Đó, mình phải tìm ra cái nguyên nhân đó để tiếp tục cái mối tình này mình sẽ chia sẻ nhiều hơn, để hiểu đúng hơn rồi. Nhiều hơn ha. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, nói chung là mỗi bên có một hoàn cảnh khác nhau, đôi khi cũng khó nói. Mình chỉ cảm nhận là mình sơ suất cái gì, sơ gọi là sót cái gì mình không làm được thôi. Dạ. Để mình bổ sung thôi chứ không có gì hết trơn á. Bây giờ thì thôi, mỗi bên thì cũng có trai có gái đủ rồi ha. Nếu mình yêu thương nhau đó, mình cũng có ba đứa để lo rồi. Cũng nhiều. À, mấy nhỏ dễ thương quá, hai đẹp trai y như bố nó luôn á. Bố cũng đẹp trai. Hai con cũng đẹp trai ha. Rồi còn bên kia còn bà cưng ghê ta. Nhìn bà thấy cưng ghê. Cưng bà dài, như người mẫu. Cưng rồi nha. Rất cưng á. Bác Linh khoái con rồi đó. Tôi khoái con gái đó, lẽ con gái càng nhiều càng tốt. Con gái đời mới nể. Không để con gái đời, không để lên nha. Rồi. Rồi, bây giờ thì cái tiêu chí hả? Đúng rồi. Đúng chữ rồi. Cái tiêu chí để chọn một cái người đàn ông của em là như thế nào? Dạ, em thứ nhất là em không thích đàn ông nhiều chuyện. Cái thứ... nhiều chuyện mà mệt lắm á. Dạ. Cái thứ hai là em không thích đàn ông vô duyên. Vô duyên? Dạ đúng rồi. Đôi khi có người ta vô duyên mà ta không biết ta vô duyên thì mình phải bổ sung duyên cho họ thôi. Đúng rồi, mình phải nhắc người ta, anh cái đó hơi vô duyên. Tức là tại vì trước khi em đến chương trình này á, thì em cũng quen một vài anh thì họ rất là thẳng. Chưa biết em thế nào, hỏi lý do sao em ly hôn chồng vậy. Rồi em quyết định quay về với chồng em không. Rồi họ những câu đại loại là vô duyên như vậy, em không thích. Và cái thứ ba là em không thích đàn ông ở dơ. Ông ở dơ. Đúng rồi. Không nên ở dơ. Dạ. Ông đã thấy có nhiều người phụ nữ hay nhắc là ông đừng ở dơ. Dạ đúng rồi. Rồi. Và chỉ vậy thôi. Em chỉ thôi hả? Vậy. Dạ đúng rồi. Em có ưu điểm khuyết điểm gì không? Ưu điểm của em là em sống rất là thành thật. Đối với những người mà ví dụ như là mẹ, gia đình về phía em thì em không nói ha. Còn đối với gia đình phía người yêu của em á, thì em xem bố mẹ em như thế nào thì em sẽ xem bố mẹ của bên phía người ta như vậy.
Tại vì em cứ quan em chỉ quan niệm là nếu như không có bố mẹ của người đó thì chắc chắn sẽ không có người đàn ông đó để cho em ôm. Nha. Còn em thích sòng phẳng. Cái em thấy cái ưu điểm của em là em sòng phẳng. Em sòng phẳng trong tất cả các mối quan hệ. Thì em cảm thấy như vậy đó là ưu điểm của em. Và em không nhiều chuyện. Em cũng không thích thọc mập vô chuyện đời tư của người khác. Đúng rồi, chuyện dạ. mình lo chưa xong dạ, đúng lo rồi. Chuyện người khác chứ. Có điều gì em không thích ở đàn ông? Em đó. À là này dạ. là chỉ nhiêu đó thôi đó. Được. Dạ. Tôi thấy nhà gái cũng sâu sắc đó. Và cái nhược điểm của em thứ nhất là em không biết nói. Cái thứ hai là em hơi khó tính. Hơi gì? Khó tính. À. Khó tính không biết nấu ăn, khó tính nữa. Khó dạ. là khó làm sao? À, ví dụ như là đối với những người xung quanh em thì như thế nào cũng được, nhưng mà còn đối với những người thân cận nhất của em là chồng em và là con em là em không nhiều chuyện thì em cũng không thích người ta nhiều chuyện. Em không ở dơ, em cũng không thích người ta ở dơ, mà khi mà em ra ngoài đường em chỉnh chu thì em cũng thích chồng và con em cũng chỉnh chu như vậy. Cái đó gọi là khó tính. Mà cái khó tính của em thì chị em cũng nói, mà mẹ em cũng nói và con em cũng nói là em khó tính. Nó có hơi áp đặt không em? Em không thấy cái đó là áp đặt. Bởi vì khi mà mình ra ngoài đường, thậm chí ngay cả chị, khi chị ra ngoài đường chị cũng không thích người nhiều chuyện mà. Cái đó là em đang không, cái nhiều chuyện thì đúng rồi, nhưng mà cái chỉnh chu á, tại vì có thể với em nó là cái sự chỉnh chu, em ra đường em thích đẹp, em thích chỉnh chu, đó là cái tức là cái quan điểm của em, cái nhìn của em nó là như vậy. Nhưng có thể là cái người đàn ông bên cạnh em, người ta lại thấy ủa anh có chỉnh chu rồi mà ta, nhưng mà em lại muốn chỉnh chu theo cách của em. Cái chỉnh chu của em là nếu mà như em, nếu như trong một cái vấn đề gì đó mà người đàn ông đó và em nữa cảm thấy là ai cũng thấy ý kiến của mình đúng thì em sẽ mời người thứ ba, em sẽ nhờ người thứ ba người ta nhận định coi là ai đúng. Nếu như người thứ ba mà nhận định em đúng thì anh phải theo em. Còn nếu như người thứ ba nói là anh đúng, ok, sure, thì em sẽ theo anh. Ủa, mua chuộc người ta làm sao? Không, chị sao ta? Tôi ý kiến về vấn đề này được không? Được. Tại vì mình thấy rằng là đó là cái việc của mình với gia đình mình á, thì mình cũng nên hạn chế để mà để một cái người thứ ba họ phải quyết định. Tại sao em lại phải nghe cái lời nhận xét của người thứ ba? Đang nói về cái vấn đề chỉnh chu thôi. Được, không, ý kiến đó cũng hay. Nói chung là giờ Ngọc Lan Bùi Linh cãi nhau kêu ngang ra coi đứa nào đúng. Thí dụ vậy. Cái đó là bạn bè khác, còn cái này gia đình nó lại khác. Thật ra nói vậy chứ không đến mức gì đâu. Em hy vọng là không đến mức như vậy. Dạ đúng rồi. Cái đó chuyện nó vui là làm gì có chuyện mà cãi nhau đã trong dạ. thứ ba giải quyết. Dạ đúng rồi. Mặc hai bộ đồ đi ra đường, bây giờ kêu bạn sớm qua hỏi bây giờ coi đồ ai đẹp hơn. Lực thấy cũng mệt. Mệt là tại vì bà cũng có ý kiến khác nữa không? Nói chung là cái sự chỉnh chu khi đi ra đường rồi. Theo cái mong muốn của người phụ nữ đó là một cái điều tốt, nhưng chị vẫn khuyên là em bớt khó một chút xíu lại, bởi vì cái quan điểm của người ta nó sẽ khác, còn cái quan điểm của mình nó khác, mình không nên áp đặt quá nhiều, trừ khi nào đi ra đường mà quá bê bối thì thôi. Dạ, nhưng mà chị Lan yên tâm đi, vô thẩm mỹ của em là cũng có. Thế nên là em cũng sẽ không phải áp đặt tới mức mà làm cho anh ấy phải khó chịu đâu. Chỉ cần đàn ông ra ngoài đường, chỉ cần quần áo không lộn thuận, đi một đôi dép bình thường cũng được, nhưng mà phải đàng hoàng, chỉ vậy thôi chứ em anh cũng không có khó khăn. Anh thấy là tiêu chí của em rồi đó, anh cũng hơi lượng thường lắm. Anh em á, bây giờ chị dép giao thông không à. Chị dép nếu vậy chị chỉ ra nè, mình là đàn bà, mình nhượng chút xíu không sao hết trơn. Bây giờ em không muốn cái người đàn ông đó lượng thượng và em muốn chỉnh chu theo cách của em cứ sắp sẵn đồ cho ảnh. Dạ, em ủi rồi. Đồ cho ảnh, rồi em sắp sẵn một bộ đồ cho ảnh. Ngày một tuần 7 ngày em sắp 7 bộ đồ để xếp vào thứ hai thứ ba thứ năm sau rồi. Dạ, sáng rồi. Anh cứ ra anh mặc bộ đồ đó vô cho em. Đúng rồi, ngày xưa em ở với chồng em cũng vậy á. Dạ. Có đó. Vậy là ok. Mà xã tôi cũng vậy, nhưng mà tôi không mặc bộ đó, tôi lấy bộ khác. Cũng chướng khí kỳ đời lắm. Nhiều khi bà thí dụ bữa nay đi gọi là đi làm chương trình ngoài trời á, nắng nôi đi sình đất qua xếp 7 ngày 7 bộ đồ vest. Rồi sao mặc được, phải lượm bộ đồ khác. Không, con tin là chị Thảo sẽ không có như vậy. Chị Thảo nắm được lịch của chú mà. Tiền thôi, nắm coi như ngày đó nộp nhiêu tháng nộp. Mệt thôi. Nhưng mà rồi. Người ta chuẩn bị đồ nào thì mình mặc đồ đó đi. Mình chia sẻ cho mọi người hai bên nhìn rõ cái quan điểm của mọi người ha. Bây giờ thì thôi, mình hỏi ý kiến người thân cho họ gặp mặt đi.
Còn mình nãy giờ mình phân tích thôi, chứ không biết ai đúng hay sai hết. Mình phân tích hơi nhiều. Hơi nhiều, mình hơi nhiều chuyện. Em đi với ai cưng? Mà bên nhà gái không thích nhiều chuyện nha. Em chỉ đi với con thôi. Dạ đúng rồi ạ. Con gái, cưng quá à. Tôi khoái bà này rồi nha. Bà là mạnh dạng lắm. Miro của con đâu? Miro con cầm Miro đi con. Con để vô cái trong cái này này con. Đúng rồi. Dạ con chào chú Quyền Linh và cô Ngọc Lan. Chào con. Thì con hay chú kia cũng được. Hậu với má con. Bây giờ chú để hỏi cô con Lan muốn má đi lấy chồng không nè? Dạ rồi. Hả? Con muốn má lấy chồng không? Dạ có. Khi vậy con má lấy chồng sớm để làm gì? Hả? Má nhà má nói la con quá con muốn má lấy chồng khỏi là dạ. Con hay sao? Nhà mẹ hay la không? Dạ có. Hả? Vậy giờ ý là muốn mẹ lấy chồng để mẹ bớt la con hay sao? Dạ đúng rồi. Trời ơi. Vậy là mẹ khó lắm nè, con mà nó còn con mẹ khó không con? Dạ có. Khó hả? Dạ. Ở nhà ai nấu cơm con ăn? Ừ, dạ lâu lâu thì con nấu mà lâu lâu má con cũng nấu. Mấy má con nói má con không biết nấu ăn. Lâu lâu bạn ấy nấu. Con nấu luôn hả? Dạ. Con bắt đầu nấu cơm từ bao nhiêu tuổi? Ừ, con bắt đầu nấu cơm từ năm 8 tuổi từ ôi, khi mà con ta. Ở với bà ngoại con. Con giỏi hả? Ừ. Bây giờ nè cô Lan hỏi thiệt nè, bây giờ con nhìn chú bên này đi. Đó, nếu mà ngày hôm nay mà mẹ và chú bấm máy á, lộn, mẹ và chú bấm nút á thì con vui với cái quyết định đó của mẹ không? Dạ có. Con thấy chú như thế nào? Con thấy chú cũng được. Cũng được. Chú được trai không? Dạ có. Con có muốn nói gì với chú không? Con có chưa? Con có muốn chú giúp gì mình trong công việc khi mà về nhà mình không hay gì đó yêu cầu gì với chú không? Dạ. Con có yêu cầu gì chú không? Dạ không. Chú chơi không hả? Con dạ không, muốn... tại con đang sắp thi rồi nên con sắp thi không muốn chơi nhiều nhé. Dạ. Con muốn chú con... đưa con đi học không? Dạ thôi, nhà con gần trường. Con muốn có em trai em gái gì thêm không? Dạ không luôn. Không hả? Rồi bây con giờ trai... con có sẵn hai anh bên đó đó, rồi con thấy làm sao? Con thấy bình thường. Hai anh bên đó sẽ chơi với con. Vui lắm á. Hai anh chơi đủ thứ trò chơi chứ. Chơi game này kia được không? Được. Được ha. Rồi, được rồi. Thế chị này chị độc lập, chị mạnh mẽ và chị quyết đoán. Thích là thích nói, không thích là nói không. Con nhiêu tuổi rồi con? Dạ con 10 tuổi. Trời ơi, 10 tuổi giỏi quá. Được đó, chú thấy con bản lĩnh đó nha. Rồi, em trai đi với ai vậy? Dạ em đi với mẹ với hai nhóc với dì. Mẹ đây hả? Dì của em và em gái. Dì hả mẹ? Dạ dì, mẹ hả? Luôn, mẹ luôn, mẹ luôn. Mẹ luôn hả? Dạ, mẹ rồi dì rồi. À, hai người em, luôn đúng dạ. Rồi. Bây giờ ý kiến mẹ cái đi nè. Mẹ có còn con đẹp trai rồi nha. Mẹ cũng đẹp nữa. Chị lấy cái khẩu trang ra ngoài luôn đi chị. Đúng rồi. Luôn. Chào MC Quyền Linh, chào MC Ngọc Lan yeah. Và chào tất cả mọi khán giả trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Thấy bé gái bên đây cũng xinh, dễ thương mà dạy dỗ con rất tốt. Cô cũng mong là cho con trai của cô một cơ hội yeah. Để hai đứa tìm hiểu nhau đi yeah. Tại vì Luân nó rất là nó là một người đàn ông rất là tốt yeah. Nhưng mà số phận của nó gặp một người vợ không tốt. Cô chỉ nói vậy thôi à. Cảm ơn chương trình yeah. Rồi cho chú Linh hỏi con trai lớn thế này con. Thằng nghiệp con thấy bà nội cũng khóc rồi đó yeah. À, con có muốn ba con lấy vợ không? Dạ có ạ. Có hả? Con thấy cô này sao? Được không? Dạ dạ được. Hiền không? Không dạ cũng hiền. Cũng hiền hả? Con thấy em gái nè dễ thương không? Dạ cũng dễ thương. Dễ thương. Mai mốt nếu mà mẹ con với chú này có duyên với nhau á thì cũng nhớ thương em gái nha. Dạ. Con có chơi cùng chơi với em gái không? Dạ có. Có nhường nhìn em gái không? Dạ có. Trời chú thương hết sức luôn. Được rồi chú hỏi vậy được rồi ha. Bà nội mặt phúc hậu với sao luôn. Có thằng trai cũng đẹp trai ha. Được rồi. Bây giờ mình hỏi hết, mình nói chuyện để hai bên cảm nhận về nhau nha.
Bây giờ thôi mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi, rồi chuyện gì đến nó đến ha. Mở rào. Mở rào. Bắt đầu đi em trai. Dạ. Rồi, bước qua đi. Lần đầu gặp em anh có món quà tặng em. Chào anh. Dạ. Trước tiên là anh cho em xin phép được tạm thời không nhận bó hoa này được không ạ? Dạ. Tại vì em thực sự em rất là ít khi mà nhận quà từ một người mà không hề có ý nghĩa gì với em cả. Bởi vì em rất là trân trọng những cái món quà mà cái người đó tặng em. Và ngày hôm nay thì em cũng không có mang món quà gì lên đây cả. Nếu như mà em và anh có đồng ý hẹn hò thì anh cho phép em nhận món quà này sau. Và anh cho phép em là được nợ anh món quà để lần đầu tiên mà hai chúng mình đi hẹn hò thì em sẽ tặng nhau được không ạ? Ừ, dạ, em rất là xin lỗi anh nha. Rồi. Anh thông cảm với em ạ. Rồi. Thấy khó rồi đó. Quay mặt lại nhau đi các bạn. Cũng có thể đó là một trong những điều kiện. Nếu mà bấm nút thì mới nhận hoa đúng không? Cũng có một cái ý hay của nhà gái, chứ không phải là nhà gái có một cái ý gì hết á. Nên là mọi người, rồi chúng ta bỏ qua câu chuyện này nha. Chúng ta bắt đầu tới cái câu chuyện là mở rào ra rồi đó, các bạn cảm nhận về nhau như thế nào? Anh nói trước đi ạ. Em sinh sống ở Sài Gòn. Dạ đúng rồi. Anh hồi nãy thì anh chưa giới thiệu bản thân anh là tại anh đang làm dạy lái xe ở tại Bình Phước. Dạ. Anh sinh sống ở Bình Phước luôn. Không biết là em có cái suy nghĩ gì về anh không, về cái điều kiện của em như thế nào? Thực sự ra thì em không phải là một người vội đánh giá người khác chỉ qua một vài câu nói hoặc là chỉ qua một vài lần trò chuyện. Dạ. Thì bây giờ nếu như anh hỏi em là em suy nghĩ gì về anh không thì em sẽ không, em trả lời là không. Nhưng mà nếu hỏi là em có suy nghĩ gì về cái cuộc hôn nhân của anh đổ vỡ hay không thì em nói có. Bởi vì có thể tin tưởng anh thì em không, nhưng mà em sẽ tin tưởng mẹ anh nhiều hơn. Dạ. Anh cho em hỏi là theo như anh thì trong một cuộc tình đó, điều gì là quan trọng nhất? Trong cuộc tình cái sự cảm xúc với nhau, cảm xúc giữa hai người với nhau. Theo như em á thì thứ nhất là phải nên biết chia sẻ, thứ hai là phải biết lắng nghe, và điều quan trọng là phải biết thay đổi. Thế cho nên là nếu như sau này em với anh mà có hẹn hò với nhau á, ở em có làm những điều gì anh không thích thì anh nói thẳng, anh không thích em như vậy. Ok, nếu như em cảm thấy là em thay đổi được, tình yêu của em đủ lớn thì em sẽ thay đổi. Hoặc là em làm cho anh buồn vì một cái gì đó thì anh cũng nên nói để lần sau em rút kinh nghiệm. Hoặc là em cũng vậy thôi, em chỉ có nhiêu đó muốn nói với anh thôi ạ. Và không, chị em nói một câu nữa là mình yêu nhau á thì mình phải sống vì nhau. Anh thương em như chính bản thân anh thì em cũng sẽ thương anh như chính bản thân em vậy thôi. Em chỉ muốn nói nhiêu đó hả? Thực ra anh thì là một người sống rất là hướng nội, có nghĩa là anh rất là thích về cái em, anh chỉ sống về gia đình thôi, hướng về gia đình mình thôi, chứ còn anh không có những cái thời gian anh có thời gian thì anh cũng chỉ về hướng về gia đình thôi, chứ anh cũng không có hướng về bên ngoài như là bạn bè hay là nhiều lắm. Nên là tất nhiên là anh sẽ có nhiều cái sự chia sẻ với vợ hơn. Ví dụ như là làm việc nhà hay là chăm sóc con cái thì cái đó là anh có thể chia sẻ mọi thứ, thậm chí là những cái việc vợ chồng làm ăn hay là những cái sinh hoạt trong cuộc sống này nọ thì anh có thể chia sẻ hết những cái vấn đề đó. Và anh chỉ muốn hỏi một điều là nếu trong cuộc sống của vợ chồng á, nếu mà có những lúc thăng lúc trầm thì những cái lúc mà thăng trầm đó thì em có đủ bản lĩnh để vượt qua cùng với chồng của mình không, hay là
sẽ có, nó sẽ những lúc thẳng lúc chậm em. Thì em có trả lời thẳng là em đủ. Bởi vì thực tế là khi mà em ở với chồng em thì cũng nhiều khi hai đứa cũng phải vất vả lắm. Thế nên là em vẫn có đủ bản lĩnh để mà cùng anh ấy vượt qua. Nhưng điều quan trọng là anh ấy có xứng đáng không? Tại vì em cũng đã từng đổ vỡ rồi. Cho tới khi mà hai đứa em thành công thì anh ấy lại là người làm cho cuộc sống hôn nhân đó tan vỡ. Và bản thân em là một người rất là cá tính. Thế nên là nếu như mà khi em đã cùng anh vượt qua khó khăn rồi nhưng anh lại không còn xứng đáng với tình yêu đó nữa thì em sẵn sàng chấm dứt. Em sẵn sàng ra đi hai bàn tay trắng. Bởi vì anh cũng nên xác định là em là một con người rất là cá tính và rất là mạnh mẽ. Nhưng mà cái cá tính đó của em, nếu như anh có làm gì sai thì em mới cá tính. Còn cái cá, anh muốn em thay đổi về cái cá tính là có nghĩa là vợ chồng nên cởi mở và thoáng với nhau hơn, nghĩa là sống trong một nhà nó giống, nó đừng có một cái rào cản mà đừng có một cái gì đó gọi là nặng nề với nhau. Trong gia đình lúc nào cũng có cái sự hơi ấm trong đó. Và anh đang hiểu sai em rồi. Cái tính em, ý của em nói ở đây là cái tính của em mạnh mẽ, tức là những việc gì em làm được thì em sẽ không bao giờ nhờ thế anh. Cái đó thôi, chứ còn tất nhiên vợ chồng thì phụ nữ mà cũng có lúc phải mềm yếu. Anh vẫn thích những người phụ nữ bánh bèo một chút. Chứ em đừng, có nghĩa là mình đôi khi mình cá tính mạnh mẽ quá, mình cái gì mình cũng có thể là nghĩ là mình lo được cho mọi người. Nhưng mà anh thì là cái người đàn ông, anh chỉ cần là người phụ nữ bên cạnh mình để mình bảo vệ người phụ nữ đó thôi. Chứ còn vậy khi mà em bánh bèo thì anh đừng có chê nha. Tại vì ngày xưa khi mà chồng em sau khi ở với em xong rồi thì chồng em về nói với mẹ em là: mẹ ơi, sao cô Hồng nhõng nhẽo quá, con chịu hết nội rồi. Thì tới khi mà em nhõng nhẽo, tới khi em bánh bèo là anh không được la nha. Tất nhiên đàn ông, cái người phụ nữ đối với anh thì là một cái niềm tự hào của anh. Nên anh đi đâu thì anh cũng muốn, có nghĩa là vợ chồng đi cùng với nhau. Và giống như đó thì cái kiểu như là em phải mình lúc nào cũng phải cái tình cảm với nhau. Đúng chứ rồi. Mình đừng có mà lạnh, cái kiểu như là có một cái rào cản gì với nhau. Em thì cũng vậy. Đối với anh chỉ là như vậy. Em cũng là một người ra ngoài đường em rất thích thể hiện. Nếu như mà vợ chồng vui vẻ ra ngoài đường thì em cũng rất là thích thể hiện điều đó cho cả thế giới biết rằng tôi có một người chồng thương tôi vậy đó, chúng tôi hạnh phúc vậy đó. Rồi mấy cái tiêu chí mà hồi nãy của em á thì anh thấy là anh số 1 không ạ? Sạch nhất, rồi chỉnh chu nhất, rồi tất cả mọi thứ. Còn đó. Bây giờ mình nói chút xíu về chăm sóc con cái đi. Dạ. Nếu đúng như rồi. Hai người có duyên với nhau thì con cái sao? Rồi mình ở đâu? Mình quyết định về đâu mình sống? Mình phát triển kinh tế thế nào? Mình thử đi xa hơn chút xíu đi các bạn. Dạ. Thì em á, thì bản tính em dạy con rất là khó. Ngay từ khi nhỏ em đã được mẹ rất là nuông chiều rồi. Và em thấy cái sự nuông chiều đó nó chỉ làm cho em, nó chỉ có hại em sau này thôi. Cho nên khi mà em dạy con em là em sẽ phải dạy con tự lập. Là những việc gì ở độ tuổi của con làm được thì em bắt buộc con phải tự làm. Mình là người lớn, mình chỉ có thể hỗ trợ cho nó những cái việc nó không làm được thôi. Còn tất cả những việc mà ở độ tuổi của nó làm được thì chắc chắn là nó phải tự làm. Cho nên là nếu như sau này về mà anh cảm thấy em khó khăn với con anh thì cái đó không phải là em không thương đâu, mà cái đó là do bản tính em muốn rèn giũa cho nó tính tự lập. Và ngay cả thậm chí mà con em không biết như thế nào, chứ em dẫn con em đi đâu thì ai cũng khen là sao con bé này, sao mẹ nó dạy tuyệt vời quá vậy. Đôi khi là hàng xóm người ta còn nói em là sao mày hung dữ với con mày quá vậy, mà thực ra là